DHMK4002. Em sẽ đọc phần ví dụ trước. 我想去办个信用卡. 今天下午你有时间吗? 陪我去一趟银行. 他打算下午去银行. 我想去办个信用卡. 多文 là một chiếc thẻ tín dụng. 今天下午你有时间吗? Buổi chiều hôm nay bạn có thời gian không? 陪我去一趟银行. 一趟 là một chuyến. Đi với tôi một chuyến ngân hàng. 他打算下午去银行. Anh ta dự định buổi chiều đi ngân hàng. 答案是对. Đáp án là đúng. 现在我很少看电视. 其中一个原因是广告太多了，不管什么时间，也不管什么节目， 只要你打开电视， 总能看到那么多广告， 浪费我的时间。 他喜欢看电视广告。 现在我很少看电视。 Bây giờ tôi rất ít xem TV. 其中一个原因是， một trong những lý do đó là 广告太多了, quảng cáo nhiều quá. 不管什么时间, không cần biết là lúc nào. 也不管什么节目, cũng không cần biết là tiết mục nào. 只要你打开电视, chỉ cần bạn mở TV ra, 总能看到那么多广告, sẽ luôn luôn thấy bao nhiêu là quảng cáo. 浪费我的时间, lãng phí thời gian của tôi. 他喜欢看电视广告. Anh ta thích xem TV quảng cáo. 那答案是错. Đáp án là sai. 现在我们听一。 明天就要去使馆办签证了，邀请信竟然还没寄到，这可怎么办？签证已经办好了。明天要去使馆办签证了，邀请信竟然还没寄到，这可怎么办？签证已经办好了。 明天 ngày mai 就要去使馆，使馆是大使馆的意思，办签证了。 ngày mai phải đi đại sứ quán làm visa rồi. 邀请信，邀请 là cái thư gửi, thư yêu cầu. 竟然还没寄到, vẫn chưa có gửi đến. 这可怎么办? Đây phải làm như thế nào? Vậy phải làm như thế nào? 签证已经办好了, visa đã làm xong rồi. Vậy答案是错。二。OK， 我们看一下。 女儿出生以后，我才知道做妈妈有多么不容易，因此我更加理解我的父母了，也感谢他们这么多年来给我的爱。现在她也做妈妈了。女儿出生以后，我才知道做妈妈有多么不容易。 Sau khi mà con gái ra đời, 出生 là ra đời, 我才知道, tôi mới biết được, 做妈妈有多么不容易, 不容易 là không dễ dàng, tôi mới biết được là làm một người mẹ không dễ dàng. 因此, do vậy, 我更加理解我的父母了, do vậy, tôi càng hiểu rõ thêm bố mẹ tôi, 父母. 也感谢他们, cũng cảm ơn họ, 这么多年来, những năm nhiều năm về đây, những năm nhiều năm về trước hoặc là nhiều năm qua, kể của cả ai dành tình yêu cho tôi. Hiện tại thay cho mama là bây giờ cô ấy cũng là mẹ rồi, tôi cũng vậy. Tuệ, ok. Sen. 三. 小王，这份材料明天早上就要用。 得请你翻译一下，晚上10点之前一定要完成。翻译好后打印一份给经理。辛苦你了。等一下，小王今天要加班。小王，这份材料明天早上就要用。 Điều phần tài liệu này sáng ngày mai là phải dùng tới. Để ở đây nè, phải nhá. Chứ không phải từ tứa. Để chính nhỉ phản ý xả. Bạn phải phiên dịch đúng không ạ? Phản ý là phiên dịch. Phải nhờ bạn phiên dịch một chút rồi. Quảng sang 10 điểm trước chén ý định giao hoàn thành. Trước 10 giờ tối nhất định phải hoàn thành. Phản ý hảo hậu tả in ý phân kể chính lý.
翻译好后打印一份给经理。翻译好后，sau khi phiên dịch xong, 打印 in ra 一份给经理 đưa cho giám đốc. 一份 là một phần, in một phần một bản đưa cho giám đốc. 辛苦你了, 辛苦你了, vất vả cho bạn. 小王今天又加班, Tiểu Vương hôm nay phải tăng ca. OK, 四四，节日是文化的一部分，所以如果想了解一个国家的文化，我们可以从了解这个国家的节日开始。节日是文化的一部分。节日是文化的一部分，所以如果想了解一个国家的文化，我们可以从了解这个国家的节日开始。节日是文化的一部分。节日 lễ Tết là một phần của bộ phận văn hóa. 所以cho nên, 如果想了解là tìm hiểu nhé, đây là chỉ nhé, tìm hiểu一个国家的文化, nếu muốn tìm hiểu một văn hóa của một đất nước,văn hóa của một đất nước, 我们可以从了解这个国家的节日开始。Chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu những cái lễ Tết của đất nước đó. 节日是文化的一部分。Lễ Tết là một phần của văn hóa, đúng không? Đúng. Đúng. OK. 五。五。三十七岁的王教授在我们学校很有名，不但会三种语言，而且会写小说，各方面都很优秀。王教授脾气很大。三十七岁，八十七岁，王教授，饶师傅。37 tuổi, giáo sư Vương, tại 我们学校很有名, tại 学校, ở trường học, 很有名, rất nổi tiếng, 不但会三种语言, 而且会写小说, không những biết 3 ngôn ngữ, mà còn biết viết tiểu thuyết, 各方面都很优秀, 优秀 là ưu tú, vậy là mỗi mặt đều rất là giỏi,王教授脾气很大。Ông Vương rất nóng tính, đúng không? 不对。啊，对，错了。OK, 六。怎么样才能找到适合自己的人？两个人共同生活，不仅需要浪漫。怎么样才能找到适合自己的人？ Làm thế nào để tìm được người?适合符合自己的人 với bản thân mình, 两个人共同生活, 共同共nhau生活, sinh sống, 2 người cùng sinh sống với nhau, 不仅需要浪漫的爱情, không những chỉ cần lãng mạn, tình yêu lãng mạn, 更需要性格上互相吸引。càng cần suy yếu sinh cửa sang trong tính cách khu xiang si yi khu si yi là gì ạ? Không không, thu hút lẫn nhau, thu hút lẫn nhau. Zui chung yào de shi, zui chung yào de shi, quan trọng nhất là liang ge ren dou you, liang ge ren dou, hai người đều yao you.cần có đối gia de zhe ren gan, zhe ren trách nhiệm, đúng rồi, hai người đều có cái trách nhiệm với gia đình. Chân chương de ai qing bu xu yao lãng mạn, tình yêu đích thực thì không cần có sự lãng mạn, đúng mà, đúng rồi, ý định yêu lãng mạn rồi. OK, chi chỉ yao chú ý 一下你会发现早上的早起锻炼的人中，老年人很多，
而年轻人很少。年轻人喜欢早上锻炼身体。只要注意一下，你会发现早上的公园里、街道上早起锻炼的人中，老年人很多，而年轻人很少。只要注意一下，这个注意不注，你会发现晚上发现在早上的公园里、晚上的公园、街道上、街上早起锻炼的人中，找những người dậy sớm luyện tập，老年人很多，người cao tuổi rất nhiều, ở 年轻人很少, mà người trẻ tuổi rất ít. 年轻人喜欢早上锻炼身体, người trẻ thích dậy sớm để rèn luyện cơ thể, đúng không? À, 不对, 去赚钱了, 去上班去了, 不是喜欢, 可是没时间. 八, 等一下。八，小林，这次的招聘是由你负责吧？李教授介绍了他的一个学生，是个博士，条件还不错。这是他的申请材料，你看看。小林正在找工作。OK， câu số bảy là đúng hay sai nhỉ？错 ，OK。小林，这次的招聘是由你来负责吧？丢了，lần tuyển dụng này do bạn phụ trách nhé。李教授介绍了他个一个，李教授介绍 sau vơ có một lợ vì nó có số lượng ở phía sau lớp nhé。李教授介绍了他的一个学生，李教授。李老师李giới thiệu một học sinh của ông ấy， 是个博士，博士là gì？ Thạc sĩ， 条件还不错， điều kiện rất tốt。 这是他的申请材料， 申请材料， đây là gì？ Hồ sơ của anh ấy。 你看看， bạn xem xem， 小林正在找工作， 对吗？不对，因为他负责招聘。九。回忆过去，有苦也有甜，有伤心难过，也有幸福愉快，有很多故事让人难以忘记，有很多经验值得我们总结。应该总结过去的经验。回忆过去，回忆呢？你啊，回忆过去，nhớ về quá khứ。有苦也有甜，có đắng có ngọt。有伤心难过，也有幸福。có đau thương buồn đau， có hạnh phúc cũng có hạnh phúc， 愉快vui vẻ。也有很多故事让人什么，我们这让人难以忘记，难将回答có thể quên đi được。有很多经验值得我们总结，有很多经验值得我们总结， có rất nhiều những cái kinh nghiệm值得我们总结。总结lúc này mình sẽ dịch là gì nhỉ？Tổng chia thì mình dịch chắc chắn là tổng kết rồi đúng không? Thế mình sẽ dịch là gì nhỉ? Đây, có rất nhiều kinh nghiệm chỉ đủ để mình tổng kết. Có rất nhiều những cái kinh nghiệm, đúng rồi, đáng để chúng ta tích lũy, đúng rồi, đáng để chúng ta tích lũy lại. Nên tổng kết quá khứ của kinh nghiệm, nên tích lũy những cái kinh nghiệm đã qua, đúng không? Đúng, OK, 10.理想的广告词应该简短一遍，一般六十。十，理想的广告词应该简短。理想的广告词应该简短，
ý tưởng quảng cáo. Ý tưởng về từ quảng cáo, chứ là từ. Ừm, cái chiến tuần. Nên cắt ngắn thôi. Y bàn 6 đến 12 cái chữ bị giao hợp sự. Thường thì 6 đến 12 chữ là phù hợp. Bù in gài thai chóng, chóng nha, dài, không phải chóng đâu. Không nên quá dài. Phẩu dớ, quan trọng, bù chi, bù y chú. Phẩu dớ là gì nhỉ? Không, không thì. Quan trọng, bù y, bù y. Y là trong từ đúng y. Chi trong từ, chi tớ. Vậy, chi chú là nhớ được. Bù y. Chỉ chủ không dễ nhớ được, dễ nhớ xính bù chỉ lái, cũng không thể màu má có thể quảng bá hay là lưu hành rộng rãi được. Quảng cáo chữ in gai chén đoạn, cái quảng cáo, từ quảng cáo in gai chén đoạn nên làm sao á? Ngắn gọn, ngắn gọn. Đi ở bộ phân rồi. Đi ở bộ phân. Ý cùng 15个题. 每题听一次。 例如， 该加油了。 去机场的路上， 有加油站吗？ 有， 你放心吧。 难的主要是什么意思？ 该加油了。 去机场的路上， 有加油站吗？ Phải đổ xăng rồi, đi sân bay, trên đường có cái trạm đổ xăng nào không? Dở, nhỉ phan xin bà. Có, anh yên tâm đi. Nán thờ chủ yếu sư sả mê sư. Người đàn ông, ý của anh ta là gì? Chuy chi chảo, đi sân bay, khoai to lợ, sắp đến rồi. Yếu sư mản tờ, xăng đổ đầy rồi. Yếu trả đổ trăn, có gì nhớ? Có cái trạm đổ xăng. Ok, đá dứ, đi. Xem nào, mình thi 11 thí. Bây chúng ta sẽ nghe câu số 11. 现在开始第11题。 11。 妈， 您的手机响了。 肯定是你爸， 你接一下， 就说妈正在做午饭呢。 关于女的， 可以知道什么？ 妈， 您的手机响了。 mẹ， điện thoại kêu， 肯定是你爸， 你接一下， chắc là bố con đấy. Con nghe máy đi. Đi chia chia đã nhận mà. À, nghe máy đi. Chú sư mama, chú sư mama đang trai chuẩn bị phạt. Đang nói là mẹ đang làm bữa trưa. Quan yu nữ de có thể chứ đạo sở mà. Liên quan đến người con gái thì có thể biết được điều gì? Chúng ta có 3 đáp án. Trong trai chuẩn bị phạt. Ê. Trong trai cầu ụ. Mua sắm. Trai cha trong khu. Đang lau cửa sổ. 在收拾厨房， đang dọn dọn bếp. Ok, 12. Đáp án là 12. 你看电视上的报道了吗？ 今年10个大学毕业生竞争一个工作。 关键还是看能力，有能力的人不怕找不到好工作。男的认为什么是关键？ 你看电视上报道了吗？ Bạn nghe cái thông báo ở trên TV chưa? 今年10个大学生毕业， 10 học sinh tốt nghiệp đại học, trinh trọng ý cơ công sự, cạnh tranh nhau một công việc. Có nghĩa là 10 đứa thì sẽ chỉ có một công việc thôi. Quan trọng hay sự khả năng lý, vẫn cứ xem cái liên quan đến cái năng lực của bạn đi. Yǒu nèng lì de ren bú pà zhǎo bú dào gōng zuò, bú pà zhǎo bú dào hǎo gōng zuò. Nếu bạn có năng lực thì không sợ không tìm được việc tốt. Nán de rén wéi shěme shì guàn jiàn. Người đàn ông cho rằng cái gì mới là quan trọng? Năng lực, số lượng, tri thức, chuyên nghiệp. Đáp án là A. 13. 13.
我的天，这个西红柿汤你放了多少盐啊？不是的哟，这个西红柿是红柿了八个猪汤干，你放了多少盐啊？把招呼我的，我尝尝。哎，你们都先呀，对不起，盐是太多了。嗯，你们都哎，新罗呀，饱和有没？汤的味道怎么样？干味有点呐，非常非常什么？鲜的怎么？什么意思？对，对，无功对，很好喝，真好呢。太辣了，太咸了。D OK 十四，下星期首都体育馆有场羽毛球比赛，我们一起去看。下星期本周首都土都体育馆放什么？có nghĩa là cái phòng tập ấy hoặc là sân vận động đi, sân vận động quốc gia, sân vận động thủ đô, em dịch thử. Yếu trạng hủy máu chiếu, hủy máu chiếu là cái gì nhỉ? Cầu lông, bị sai trận thi đấu cầu lông, bọn mình chỉ truy khai, bọn mình đi xem cùng nhau nhá. Piao khủng bù, sorry, piao khủng pa hẳn nán mải đào bà, sợ là vé không mua được. Nán đờ, chủ yếu là sẵn ý sợ. Người đàn ông có ý gì? Mấy xin chỉ không có hướng. Piao hẳn quệ, vé rất đắt. Piao bù hảo mải, vé không dễ mua. Xỉ khoan tá bảo chiếu, thích quần vợt. Tá án sự, xỉ, sử vụ. Mình thêm một chân trở trên sân 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 但似乎只要换一条黑色的。明天我穿这件衬衫怎么样？衬衫没问题，但是裤子要换一条黑色的。另外，你该理发了。女的让男的做什么？明天我穿这件衬衫怎么样？ngày mai anh mặc cái áo sơ mi này nhé, được không?身上没问题，生命không vấn đề gì, 但裤子要换一条黑色的。Nhưng mà quần anh phải đổi sang cái màu đen đi. Ngoài ngoài ra, 你该理发了。发 thành bốn nhé. 你该理发了。Anh phải cắt tóc đi. 女的让男的做什么? Người con gái bảo, chúng ta phải dịch là bảo, bảo người đàn ông làm gì? 换裤子, đổi quần. 对啊, ấy.戴帽子，戴帽，洗个澡，当，散散步，利步 ，OK。对，哎，十六。十六，什么时候让我们见见你的女朋友？没问题，姐。我们正商量着下个周末请家里人一起吃个饭呢。说话人是什么关系？什么时候让我们见见你的女朋友？khi nào thì cho chúng tôi gặp hay là cho chúng ta gặp cái người bạn gái của em? Mấy vấn đề gì ạ?không có vấn đề gì đâu chị, 我们正商量 là gì, thương lượng, để ý thành bốn nha, chưa ở đây là tiếp diễn, 商量着, bọn em đang thương lượng với nhau, 下个周末请假, 下个周末, tuần sau, 请家里人, mời tất cả mọi người trong nhà, 一起吃个饭, cùng nhau ăn cơm, 说话人是什么关系?Trong cái câu chuyện này thì người nói chuyện với nhau là quan hệ gì nào? Chi zi. Sorry, phu chi, vợ chồng, mú zi, mẹ con, phụ nữ, bố và con gái. Jie di, đá án sư, di. 16, 27. 17. 小张, 原定后天上午的会, 改在明天下午2点了。十七
câu 17. 小张原定后天上午的会改在明天上午两点了。柳珍原定后天上午的会，后天。 Ngày mai là mình thiên, một ngày nữa sẽ là hậu thiên, vậy là ngày kia. Sáng ủ, buổi sáng của ngày kia. Huy cải trải mình thiên, sẽ đổi sang ngày mai. Sa ủ liếng tiền, vào 2 giờ chiều. Nì thông trừ ý xạ, bạn thông báo một chút, chí thả rấn, người khác. Hào tớ chương lý, wo xiên zài chu đả điện thoại. Ok, giám đốc, bây giờ em sẽ gọi điện thoại. 会议原来准备什么时候开? Hội nghị vốn là chuẩn bị khi nào họp? Ok. Đáp án là hôm nay, ngày mai, buổi chiều, ngày mai, tối ngày mai, hậu thiên上午. Nó sẽ buổi sáng của ngày kia, vậy là đi 18. 我们还是坐别的电梯吧。你看电梯门上写着货梯，好吧，去那边吧。他们为什么不坐这个电梯？我们还是坐别的电梯吧。 Bọn mình hay là cứ đi thang máy khác đi. 别的 là cái khác, điện thi là thang máy. 你看电梯门上 trên cửa. Bạn xem trên cửa, xỉa chứ, viết là hồ thi, thang máy của hàng hóa. Hào bác, khi na biên bà, vậy bọn mình đi sang bên kia đi. Thang mến quay sở mơ, bố chua cho cái tên thi, họ tại sao lại không đi cái thang máy này. Ok, thầy chiều lọc, cũ quá. Sự hồ thi là thang máy hàng hóa. Tiền thi hoài lọc là thang máy làm sao nhỉ? Tiền thi hoài lọc là cái thang máy nó hỏng rồi. Tha mến truy ở tầng, họ đi tầng 2, đúng không? Sư quốc tình 19. 奇怪, 这画儿才买来几天, 怎么叶子就黄了?奇怪, lạ nhờ, cái hoa này 才买来几天, mới mua có mấy hôm, 怎么叶子就黄了? Sao? Cái lá lại bị màu vàng rồi. 植物需要阳光, 咱们把它放到院子里, 可能会好一些. 植物 là gì nhỉ? Thực vật, mình dịch là cây xanh. 需要阳光, cần mặt trời. 咱们把它, 咱们把它, thì nó chỉ đọc mỗi chữ gì nhỉ? 咱们把它放到院子里, bọn mình đem nó, chuyển nó vào cái sân. 可能会好些, sẽ tốt hơn đấy. Nữ đó có sở mấy ý kiến? Người con gái có ý kiến gì? Sùng lính truy tặng cho hàng xóm luôn. Yêu tôi yên tung, phải vận động nhiều. Bạn tao yên dữ mỹ. Ờ, chuyển nó vào sân. Xài tua mãi chỉ tủ, mua thêm mấy cầu bông nữa. Ok, 20. Sư phụ, 我去火车站, 大概要多长时间? 半小时能到吗? 现在不堵车? 估计二十分钟就能到。去火车站需要多长时间？师傅， bác tài, sư phụ đấy. 我去火车站, tôi đi ga tàu. 大概要多长时间? Khoảng bao nhiêu lâu? 半个小时能到吗? Nửa tiếng có đến được không? 现在不堵车, bây giờ không tắc đường. 估计二十分钟就能到. 估计, dự là, khoảng là 20 phút sẽ đến. 就能到 là đến được. 去火车站需要多长时间? Đi ra tàu mất khoảng bao nhiêu lâu? 一刻钟, 一刻 là 15 phút, đúng không? 1 khắc, 15 phút. 20分, 20分钟, 20 phút. 40分钟, 40 phút. 一个小时, 1 tiếng. 21. 你喜欢看这样的节目? Bạn thích xem cái chương trình như thế này á? Tuệ, động vật thế giới. Ừ, thế giới động vật, hình chính trải à. Hay ấy chứ, chính trải, đặc sắc thì hay ấy chứ. Hãy có thể phong phú trí sử. Trí sử là kiến thức, phong phú. Phong phú, hãy có thể phong phú trí sử. Lại còn có thể phong phú thêm kiến thức. Nhi bút sĩ khoa, anh không thích à?
女的喜欢看什么节目，người con gái thích xem chương trình gì. 人与自然 người và tự nhiên, 动物世界 B, OK. 经济与法经济là gì? Kinh tế. 体育新闻cái gì đấy? Tin tức thể thao thì gọi là bản tin thể thao. OK, 22. 我现在去菜市场菜市场找菜干买菜买菜干。你中午想吃点什么？我吃晚饭是随便，随便吧。或者我们吃饺子好不好？还是我们ăn bánh cảo nhá, được không? 男的中午想吃什么? Người đàn ông buổi trưa thích ăn gì? 饺子, A, 米饭, 跟面条, 面条, 米, 面包, 白米, 23. 王校长, 这次出差还顺利吧? 王校长, 有者不?这次lần này出差công tác还顺利吧？thuận lợi chứ? 挺顺利的，cũng thuận lợi. 安排的很好，sắp xếp rất tốt. 还顺便在北京玩了两天， còn tiện thể chơi ở Bắc Kinh được hai ngày. 这次出差情况怎么样？ Lần công tác này tình hình như thế nào?很顺利，对，特别天气很热，离，看不气热，特别是冷，时间很紧张，紧张，刚躺，为了特战真的遭啊，不，遇到些麻烦，遇到了定格gặp nhá，遇到些麻烦thì mình gặp lại麻烦，gặp một số phiền phức, đã chứ。A, OK. 24. 24. 小刘帮我把这两页材料传真给李记者。Tiểu Lưu giúp tôi đem hai cái phần tài liệu này truyền dẫn gửi phát cho Lý là họ Lý, họ Lý. Nhà báo Lý. Tha Sa Châu de yi bian bao dao li yao yong xia zhou tuan shao i bian bao dao trong một cái bài báo cáo được chưa ạ yao yong phải dùng tới zhe xie shu zi zhe xie shu zi cái bài báo cáo trong cái bài báo cáo của anh ta trong tuần tới sẽ dùng đến cái số liệu này những cái con số này hao ta de quan zhen hao ma shi duo shao传真号码，传真号码，给số fax bao nhiêu？对话最可能发生在哪儿？hội thoại phát sinh ở đâu？上边 cửa hàng， 宾馆 nhà nghỉ hoặc khách sạn， 教室 phòng học， đi 办公室 答案是 đi。25，终于爬上来了，累死我了。这山太高了，唉，cuối cùng thì cũng trèo được lên tới nơi rồi, mệt chết tôi rồi, mệt chết tôi rồi. 这山太高了, cái núi này cao thế. 看来你确实少, 缺少锻炼. 看来, xem ra, 你确实, thật sự, 缺少, thiếu, 锻炼. À, thật sự thì anh thiếu sự rèn luyện. 以后每天跟我一会儿跑步吧，跑步吧，以后每天跟我一块跑步吧。từ sau hôm nay, hàng ngày đi chạy bộ với em nhé. 他们最可能在做什么？họ đang làm gì？ 减肥。25答案减肥。giảm béo。爬山。leo núi vậy là đáp án là B。踢足球，打bóng。đi 打篮球đánh bóng rổ. 第三部分phần số 3 把这个文件复印五份一会拿到办公室发给大家好的会议室下午三点吗改了
3:30，推迟了半个小时。好，602会议室没变吧？对，没变。会议几点开始？2点、3点、3点半、6点。这，把这份文文件，第六文件，打印五份，打印印在那份，一会拿到会议室发给大家。Tí nữa cầm đến là phòng họp đưa cho mọi người. 好的，会议室下午三点吗？Được ạ. Cái phòng họp là giờ họp ấy. Họp là 3 giờ phải không? 3 giờ chiều. Cả lớp. 3:30, 3:30. Thuê chứ là 3 cái giờ. Bị hoãn lại nửa tiếng. 好, 602 会议室没变吧? Phòng 602 có đổi không? 对, 没变, không. Đúng rồi, không đổi. Hội nghị chỉ điểm khai sử. Mấy giờ bắt đầu học? 2 giờ. 3 giờ, 3 rưỡi và 6 giờ. Đáp án là C. Ok. À, 3:30. 推迟了半个小时。好。602会议室没变吧？对，没变。会议几点开始？26。王律师，我有一个朋友想来上海做生意。好啊，上海这个城市大，市场也大，机会也多。可是我们对当地的情况都不太了解。可以问我啊，我在这儿工作快20年了，我熟悉呀。男的为什么说可以问他？王律师，律师兄，我有个朋友想来上海做生意。Tôi có một người bạn muốn đến Thượng Hải làm kinh doanh. 好啊，上海这个城市大，市场也大，机会也多。Được đấy, Thượng Hải là một thành phố lớn, thị trường lớn, cơ hội cũng nhiều. 可是我们对当地的情况都不太了解。当地，địa phương, cái gọi là cái nơi địa phương này.Nhưng mà tôi không có hiểu về cái tình hình ở cái địa phương này. Cứ hiểu quân của à? Có thể hỏi tôi. Của trai trước công chuộc khoai ở xứ lén nào? Tôi ở đây làm việc hơn 20 năm rồi đấy. À sắp 20 năm rồi đấy. Của xứ gì? Tôi rất là quen thuộc. Nán đầu quên sở mơ sụ có hiểu quân tha. Người đàn ông hỏi tại sao lại có thể hỏi người đàn ông đấy nhỉ? Tha sư chỉ cháu. Ê...Anh ta là cảnh sát. B, 他是什么？什么？警察là cảnh sát. Người số 2. Phụ trợ nhân là gì? Người có trách nhiệm, người phụ trách. 他熟悉上海. Anh ta熟悉quen Thượng Hải. Hiểu rõ về Thượng Hải nhá, hiểu rõ về Thượng Hải. 他放暑假了. Phong chủ gia là nghỉ gì? Nghỉ hè. Anh ta nghỉ hè rồi. Vậy là See, okay.